Điểm căn bản đầu tiên của phúc âm là mọi người đều có tội. Nhưng chỉ nói mọi người đều có tội thì chưa đủ. Chúng ta phải nói đến hậu quả của tội lỗi hay là tội đem đến điều gì. Và đó chính là điểm căn bản thứ hai của phúc âm. Điểm căn bản thứ hai của phúc âm là hậu quả của tội là sự chết. Theo lời dạy của Kinh Thánh, tiền công của tội lỗi là sự chết. Hậu quả của tội là cái chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Thiên Chúa là nguồn sống. Khi Thiên Chúa đặt con người đầu tiên trong vườn Địa Đàng, Thiên Chúa căn dặn: Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngay nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Đây là lần đầu tiên chữ chết được nhắc đến trong Kinh Thánh, trong mạng lệnh của Thiên Chúa ban cho con người. Con người đã được cảnh báo không được ăn trái cấm, nhưng ma quỷ đã đến cám dỗ xui cho con người bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa và từ đó đã đưa toàn thể nhân loại vào con đường chết. Tội tổ tông chẳng những di truyền trong bản chất con người, nhưng cũng di hại trong số phận của con người. Con người sinh ra là có tội và con người sinh ra là phải chết. Sau khi con người phạm tội, Chúa phán với Adam như sau: Vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Con phải làm đổ mồ hôi tráng mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Sau khi phạm tội, ông Adam không ngã ra chết ngay. Nhưng ông phải sống tới ngày trở về với cát bụi. Điều này cho thấy chết là hậu quả của tội. Nhưng chết không chỉ là cái chết thân xác trở về với cát bụi, nhưng chết là chết tâm linh, chết về phần hồn. Thực tế của sự chết nằm ở chỗ phân cách hay là ngăn cách. Khi một người chết giữa chúng ta với người đó là một khoảng cách rộng lớn. Thân xác vẫn còn đó, nhưng giữa ta với người chết là một khoảng cách vô cùng rộng lớn, một cách biệt hoàn toàn. Đó cũng chính là điều xảy ra khi chúng ta bị chết về phần tâm linh. Giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta có một khoảng cách rùng rợn và to lớn. Đó là chết. Chúng ta không được tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Chúng ta giống như một chiếc lá lìa cành như một nhánh cây lìa gốc. Trong chúng ta không còn nhựa sống hay là sức sống nữa. Chúng ta vẫn sống thân xác, nhưng đó không thực sự là sống. Đó chỉ là sinh hoạt của thân xác. Vì đời sống không có ý nghĩa. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sống trên đời này để làm gì và chết rồi ta sẽ đi về đâu? chúng ta sẽ không thể nào trả lời được những câu hỏi này cho đến khi chúng ta công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, trí khôn, tài năng, sức khỏe, dịp tiện thiên chúa cũng tạo dựng con người với phần tâm linh để tương giao với ngài nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao đó chúng ta đang sống thể xác mà chết tâm linh ngày nào chúng ta còn xa lìa thiên chúa ngày đó chúng ta còn là người chết trước mặt ngài chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là tội nhân ăn năn tội quay trở lại với chúa Lúc đó mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Chúng ta mới thật sự sống. Chính vì vậy mà khi Chúa Giêsu đến trần gian này để chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa đã phán, ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống sung mãn hay là sống một đời sống có ý nghĩa là điều Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Ngài. Kinh Thánh cũng nói đến sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh hằng là đời sống bên kia cõi chết và cũng là đời sống có ý nghĩa trên trần gian này. Câu Kinh Thánh nói về hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà tiếp theo câu tiền công của tội lỗi là sự chết là câu nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Tiền công được đối chiếu với sự ban cho hay là quà tặng. Tiền công của tội tức là chúng ta phạm tội, chúng ta làm điều tội lỗi thì tiền công hay là hậu quả tất nhiên là sự chết. Đó là sự chết tâm linh xa lìa thiên Chúa. Còn sự ban cho hay là quà tặng là điều chúng ta không phải làm gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương chúng ta ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. Hai điều mà ít người muốn nghe là tội và chết. Thưa quý vị, đó là thực tế của đời sống. Chúng ta phạm tội và chúng ta đi gần với cái chết hơn mỗi ngày. Kinh Thánh dạy theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Quý vị có biết là bên kia cõi chết sẽ có sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Chết rồi không phải là hết. Nhưng mà số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Quý vị lựa chọn điều nào? Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi con dân của Chúa ăn năn tội quay trở lại với Ngài. Nhưng họ không chịu ăn năn và Chúa đã phán với họ. Hỡi nhà Israel, sao các người muốn chết? Không ai trong chúng ta muốn chết hay là xa lìa Thiên Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không ăn năn tội và quay trở lại với Chúa, chúng ta sẽ phải đời đời chết mất trong tội lỗi của mình. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa để tránh khỏi sự chết đời đời.